Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital đầu ngày hôm nay. Hôm nay là chiều ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 5 giờ rưỡi chiều tại Cali. Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua đầu tuần ngày thứ hai rồi thì trước hết Thuận hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ. Và cũng như là mọi Chủ nhật hôm nay chúng ta cũng sẽ cùng nhau trước hết là tìm hiểu xem coi là tuần này sẽ có những sự kiện lớn gì. Và tuần này đã có rất là nhiều cái sự kiện sôi so động các bạn, chúng ta sẽ nói đến chi tiết một lát nữa. Cũng như là Thuận cũng muốn chia sẻ với các bạn một số những cái tin Tức nó thực ra cũng là rải rác mà thôi nhưng mà các bạn đã nhớ là trước khi mà chúng ta nghe cái thông tin liên quan tới BlackRock muốn có Bitcoin Spot ETF vào khoảng chừng một năm trước đó thì lúc đó Thùng cũng đã chia sẻ với các bạn là thường có một cái cảm giác là một chuyện gì đó lớn hơn đang xảy ra và cuối cùng các bạn thấy được là chúng ta đã có Bitcoin Spot ETF dẫn đến thị trường này đó đã được mở rộng hơn và giá cả đã tăng trưởng bây giờ đó thường lại có cái cảm giác nữa nữa các bạn chúng ta cũng đã biết là năm nay là một năm mà rất là sôi động chúng ta nói tới rất là nhiều năm ngoái là năm nay sẽ ra sao và cho đến Đến bây giờ năm nay cũng đã không làm cho chúng ta thất vọng các bạn chúng ta cũng đã có bitcoin spot etf vào đầu năm chúng ta cũng đã có cái hiện tượng bitcoin bình đã xảy ra rồi kế tiếp là những cái gì các bạn những cái mà chúng ta sẽ quan tâm đến rất là nhiều đó chính là liên quan đến lãi suất các bạn chúng ta cũng sẽ thấy được là trong tuần này sẽ có một cái thông tin quan trọng đó chính là liên quan đến cpi thì hiện bây giờ đã ước tính như thế nào phần trăm lạm phát trong cái đợt này sẽ rất quan trọng tại vì chúng ta đã là tháng năm rồi các bạn biết là rất nhiều người kỳ vọng sẽ có cái đợt giảm lãi suất năm nay một lần hoặc là hai lần tùy theo các bạn hỏi ai nhưng mà nếu là như vậy đó thì chúng ta cũng đã có 3 tháng liên tục cái phần trăm lạm phát không những là không giảm mà còn tăng nữa các bạn thì chúng ta đã là tháng 5 rồi thì trong tuần tới này chúng ta sẽ nhận được cái thông tin liên quan đến phần trăm lạm phát của tháng tư các bạn ở Hoa Kỳ là sẽ là như thế nào tại vì tháng 5 sẽ có phần trăm lạm phát của tháng tư và tháng 6 sẽ có của tháng 5 và vân vân các bạn thì chúng ta đã có 3 tháng phần trăm lạm phát tăng trở lại rồi thì tôi nghĩ là để cho Fed yên tâm chúng ta cần phải có 3 tháng kế tiếp phần trăm lạm phát phải giảm xuống. Bây giờ đã là tháng 5 rồi các bạn, tháng 5, tháng 6, tháng 7 thì nếu như mà mọi thứ như kỳ vọng đó thì chúng ta phải đợi tới tháng 7 mới có cái dữ liệu là 3 tháng liên tục lạm phát lại đã giảm cho xuống rồi. Thì các bạn thấy được là tháng 7 chúng ta còn có tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 mà thôi và trong 5 tháng đó chúng ta cần phải thấy phép giảm lãi suất chứ nếu không đó là sẽ không có kịp các bạn. Nếu như mà chúng ta có vài tháng tới đây mà phần trăm lạm phát nó đi ngang hoặc là tăng trở lại thì cái khả năng mà có giảm lãi suất nó sẽ giảm số rất đáng kể tại vì chúng ta cũng đã coi như là gần nửa năm rồi mới đây thôi đời thùng mới vừa happy mini year các bạn bây giờ đã là tháng năm rồi chúng ta thấy thời gian trôi qua rất là nhanh và đó là cái tin tức mà thường nghĩ là nhiều người sẽ quan tâm tới nhất trong tuần này liên quan đến phần trăm lạm phát và chúng ta cũng sẽ còn cái thông tin kế tiếp nữa mà nhiều người sẽ quan tâm đến trong thời gian tới đây đó chính là liên quan đến bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ. Bây giờ đã mọi thứ bắt đầu đã sôi động rồi và nhất là với cái tuần vừa rồi đó khi mà cựu tổng thống Donald Trump đã lớn tiếng ủng hộ crypto khiến cho mọi thứ nó sôi động hơn trong cái thị trường crypto các bạn. Và chúng ta cũng sẽ nói tới một số những cái tin tức khác cũng như là chúng ta sẽ cùng nhau. Thứ nhất là tìm hiểu xem coi là cái danh mục đầu tư của thuận bây giờ như thế nào rồi và chúng ta cũng sẽ cùng nhau chung mình giá cao demo bây giờ chúng ta hãy bắt đầu đi thì các bạn thấy được là đến bây giờ thì thị trường hợp đồng tương lai của hoa kỳ đã futures đã mở cửa rồi và nó không có thay đổi nhiều các bạn cái ba chỉ số futures bây giờ đã các bạn thấy được là không có di chuyển nhiều xuống nhưng mà chỉ có 0.05 hay là 0.06 mà thôi chúng ta nhìn thấy được là hợp đồng của dầu đó thì vẫn ở cái mức thấp là 78 đô và 3 cent hiện tại dưới 80 đô hợp đồng của vàng đó thì các bạn thấy được là giảm một chút xíu ở mức là 2369 nhưng mà ngược lại giá của BTC đó thì đã có một cái sự hồi phục nhẹ các bạn vào cuối tuần này bây giờ ở mức là 61.544 đúng là cái tuần vừa rồi đây là một tuần mà cũng không có tốt cho thị trường crypto các bạn chúng ta thấy được là giá đã tăng trở lại tới cái mức là khoảng 65.000 đô đó chính là cái lúc ngày thứ hai của tuần vừa rồi rồi ngay sau đó chúng ta nhìn thấy được đã có một cái sự giảm giá nhanh chóng xuống tới cái mức là 60.172 đô khiến cho nhiều người lo lắng nhưng mà thật ra zoom ra các bạn đã biết là chúng ta nhìn vào video của đến ngày đó thì giá Bitcoin vẫn đang tích lũy trên 60.000 đô cũng không có gì gọi là quá bất ngờ hiện bây giờ các bạn và thật ra khi các bạn Zoom ra các bạn thấy được là giá Bitcoin đã tăng liên tục nhiều tháng như các bạn đã biết là có 7 tháng xanh, chúng ta chỉ mới thấy một cái đợt điều chỉnh sau khi mà tăng trưởng rất nhiều mà thôi. Khi mà các bạn nhìn vào cái biểu đồ này đó các bạn thấy rất rõ ràng là chúng ta có giá tăng rất là nhanh giống như là chúng ta đi lên bằng thang máy, nhưng mà bây giờ đó chúng ta thì là đi xuống hay là điều chỉnh xuống đó, rất là chậm giống như đi xuống bằng thang bộ. Đây là một điều cũng rất là tốt rồi. Chúng ta thường này thấy hiện tượng ngược lại xảy ra, giá lên thì rất là chậm các bạn, giống như là lên bằng thang bộ nhưng mà đi xuống bằng thang máy. Bây giờ cái hiện tượng đảo ngược đã xảy ra thì chúng ta cũng thấy được là đối với lại cái sự điều chỉnh gần đây đó thì cái phần trăm Bitcoin có lời đã điều chỉnh xuống rồi chúng ta bây giờ hãy xem coi lại phần trăm đó là bao nhiêu thì các bạn nhìn thấy được là qua cuối tuần này đó phần trăm Bitcoin có lời tính cho đến ngày hôm nay là 84% đương nhiên các bạn đã biết là thuần thì thích cái phần trăm này dưới 70 tích lũy đâu đó ở dưới 70 một thời gian thì nó sẽ tốt hơn dài hạn cho BTC chúng ta có thể nhìn thấy được là thị trường crypto đó thì tăng khoảng chừng là 1% vốn hóa. Bây giờ chúng ta thấy được vốn hóa đã dưới 2,4 nghìn tỷ một chút. Và thị trường ngày hôm nay thì chúng ta nhìn thấy được là BTC đã có cái sự hồi phục nhưng mà chúng ta cũng có nhiều altcoin vẫn đỏ hiện tại. Chúng ta có một vài altcoin cũng tăng mạnh các bạn nhưng mà phần lớn đó thì chúng ta nhìn thấy được là Bitcoin tăng nhưng mà không phải altcoin nào cũng tăng theo Bitcoin vào cuối tuần này. Nhưng mà cái đó là những gì mà đã xảy ra các bạn Chúng ta sẽ quan tâm đến những gì mà sắp sửa xảy ra trong tuần này Mà có ảnh hưởng đến giá Và chúng ta có rất là nhiều cái sự kiện các bạn một tuần lại đầy bận rộn Thì các bạn thấy được là thứ hai đó Chúng ta chỉ có một cái tin tức lớn đó chính là Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson cùng với lại Chủ tịch Fed ở khu vực Cleveland Như là ở Ohio đó các bạn Loretta Master sẽ cùng tham gia hội thảo Ngày thứ ba đó chúng ta sẽ có một cái phần trăm lạm phát Là lạm phát bán sĩ các bạn Chúng ta cũng sẽ quan tâm đến Tại vì thường bán sĩ nó sẽ ảnh hưởng đến giá cả của cái bán lẻ tại vì khi mà người ta nhập hàng vào những nơi mà sản xuất đó, họ nhập hàng vào với cái giá sĩ mà cũng tăng thì khi mà cái mặt hàng đó được bán ra với cái giá lẻ nó cũng sẽ tăng luôn các bạn và cũng ngày thứ ba chúng ta sẽ có thống đốc Fed Lisa Cook phát biểu và đương nhiên những ngày này là những ngày ở Hoa Kỳ các bạn và chúng ta cũng có chủ tịch Fed John Powell sẽ phát biểu và ông sẽ phát biểu một ngày trước khi mà có cái chỉ số lớn đó chính là chỉ số phần trăm lạm phát các bạn Thông không nghĩ là họ sẽ nói cái gì gọi là quá bất ngờ đâu tại vì mọi người đều đang chờ đợi phần trăm lạm phát của Hoa Kỳ như thế nào. Thì ngày thứ tư ở Hoa Kỳ sẽ là cái ngày chúng ta có chỉ số phần trăm lạm phát CPI như là chỉ số phần trăm lạm phát hàng tiêu dùng và ước tính bây giờ là 3.4% tháng trước là 3.5% và đây là cái tháng đầu tiên sau 3 tháng mà chúng ta thấy là ước tính giảm so với tháng trước đó tại vì 3 tháng vừa qua các bạn đã biết là khi mà chúng ta nói tới ước tính thì điều cao hơn là cái tháng trước đó nhưng mà bây giờ ước tính là 3.4 so với tháng trước là 3.5. Và quan trọng hơn là core CPI, có nghĩa là phần trăm lạm phát mà không tính lương thực mà năng lượng thì ước tính bây giờ là 3.6 so với tháng trước đó là 3.8. Cái mà chúng ta muốn thấy đó là cái phần trăm lạm phát phải như là ước tính hay là tốt hơn thì thị trường mới có sự sôi động các bạn. Tại vì chúng ta cũng đã có cái phần trăm thất nghiệp đã tăng so với tháng trước đó. Các bạn đã nhớ cái t hai tuần đó thì đương nhiên cái thông tin đó không phải là tốt nhưng mà lại là cái tin tốt cho thị trường. Tại vì Fed nói nếu như mà cái phần trăm thất nghiệp tăng thì họ sẽ suy nghĩ đến giảm lãi suất và quan trọng hơn là cái phần trăm lạm phát phải giảm xuống cho nên chúng ta sẽ cùng nhau để mà chờ đợi cái phần trăm lạm phát của Hoa Kỳ trong tuần này các bạn. Chúng ta cũng đã biết là ngoại trừ Fed ở Hoa Kỳ ra thì chúng ta nói tới ngân hàng trung ương của những quốc gia lớn như là ở nước Anh, ở Canada thì họ đều đang hướng tới cái xu hướng là muốn giảm lãi suất các bạn. Nói chung đó, thì ai cũng sợ suy thoái tài chính hết. Mới đầu đó khi mà lạm phát cao thì ai cũng hô hào sẽ đẩy lãi suất cao lên và giữ lãi suất cao cho đến khi nào hoàn thành nhiệm vụ các bạn nhưng mà khi mà tình hình kinh tế bắt đầu bất ổn rồi thì những hàng chủ mương họ lại lo lắng và bây giờ họ có cái xu hướng là muốn giảm lãi suất và đương nhiên cái nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới đó chính là Trung Quốc thì cũng đã giảm lãi suất và bơm tiền vào trong thị trường rồi các bạn chỉ là bây giờ Fed họ cũng muốn thôi nghĩa là như vậy tại vì cái áp lực rất là lớn năm nay là năm bầu cử tổng thống nhưng mà họ cần phải có cái lý do và chúng ta cũng đã có đâu đó một cái lý do tôi là không mạnh lắm khi mà chúng ta thấy là cái phần trăm thất nghiệp tăng lên nhưng mà thật ra 3.9 cũng rất là thấp các bạn. Tôi nghĩ là Fed sẽ không quan tâm cho đến khi nào phần trăm thất nghiệp hơn 4.1 nhưng mà chúng ta vẫn có cơ hội thấy Fed giảm lãi suất nếu như mà phần trăm lạm phát lại chuyển hướng và giảm xuống sau 3 tháng tăng trưởng. Và cũng ngày thứ tư tại Hoa Kỳ chúng ta sẽ có cái tin tức liên quan đến chủ tịch Fed ở Minneapolis đó chính là Neil Kaskari các bạn thì ông sẽ phát biểu cùng với lại thống đốc Fed Michael Bowman. Hai người này là hai người mà rất là hot các bạn ở trong đội ngũ của Fed nghĩa là hai người cực kỳ dịu hâu họ lúc nào cũng muốn thắt chặt và chúng ta cũng nên biết là thống đốc của Fed mà sao mình bây giờ hầu như là cái người cuối cùng mà vẫn giữ nguyên vị trí nghĩ là chúng ta không cần phải giảm lãi suất ngay bây giờ trong khi mà ngay cả Neil Kaskari các bạn trong cuộc phỏng vấn gần đây đó thì Neil Kaskari cũng đã nói là ông cũng nghĩ đến việc là giảm lãi suất và cũng muốn có cơ hội để giảm lãi suất chỉ là phải thấy phần trăm lạm phát như ý muốn mà thôi. Nhưng mà thống đốc Fed mà sau mình thì lại không nghĩ như vậy. Bà thì cứng rắn hơn các bạn, bà nghĩ là không cần phải giảm lãi suất năm nay. Nếu như mà cái phần trăm lạm phát không như ý muốn đó và chúng ta thấy được hai người này sẽ phát biểu vào ngày thứ tư thì trường sẽ rất là đỏ chúng ta sẽ được là ngày thứ năm là sẽ có những cái quan chức của Fed phát biểu tổng vòng có bốn người chúng ta có chủ tịch Fed ở khu vực New York là John Williams sẽ phát biểu chúng ta có phó chủ tịch Fed phụ trách giám sát Michael Barr sẽ ra quốc hội làm chứng chúng ta thấy là chủ tịch Fed khu vực Cleveland, Loretta Master sẽ phát biểu và cùng ngày đó sẽ có chủ tịch Fed khu vực Atlanta, Raphael Bostic sẽ phát biểu. Nói chung đó, thì sau một ngày khi mà có chỉ số phần trăm là phát CPI chúng ta sẽ nghe tổng cộng là có 3 chủ tịch Fed ở ba địa phương sẽ phát biểu và chúng ta hãy xem coi họ sẽ nói gì. Tùy theo là cái phần trăm châm làm phát CPI như thế nào và ngày thứ sáu cuối tuần chúng ta sẽ có thống đốc Fed là Christopher Waller phát biểu thì đây là cái danh sách của những cái sự kiện lớn ở Hoa Kỳ trong tuần này chúng ta sẽ quan tâm đến một tuần đây bận rộn các bạn và chúng ta thấy được là ngoại trừ những cái sự kiện này ra đó thì chúng ta cũng đã thấy là mọi thứ liên quan đến bầu cử tổng thống bây giờ đã đang nóng dần rồi chúng ta bây giờ đã là tháng 5 và càng đến gần ngày bầu cử tổng thống đó càng đến gần tháng 11 thì cái thông tin liên quan đến bầu cử tổng thống nó sẽ càng chiếm trọng lượng cao hơn trong những tin tức và năm nay đó có thể nói là cái năm đầu tiên mà cộng đồng crypto rất là quan tâm đến bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ tại vì crypto đã là một cái đề tài được tranh cử các bạn và là một đề tài mà hai bên thì có hai quan điểm khác nhau nhưng mà trước hết đó, chúng ta hãy quay trở lại 5 năm trước đi còn nhớ 5 năm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ là Steve Mnuchin Nói là 5 năm sau, ông sẽ không còn nói về Bitcoin nữa và ông là Bộ trưởng Bộ tài Chính dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump. 5 năm sau, Bitcoin vẫn còn ở đây nhưng mà cái chức Bộ trưởng của ông đã không còn các bạn. Nhưng mà để thường chia sẻ cái clip ngắn này rồi chúng ta sẽ nói tiếp. Cái clip này là 29 giây mà thôi. Rồi thường sẽ nói thêm để các bạn hiểu rõ hơn. <laughs> Uh, as Treasury Secretary, as you I just exactly. Said. I, I would bet even in <laughs> five or six years, I'm no longer talking about Bitcoin as Treasury Secretary. I'll have other priorities. You'll be loaded up on Bitcoin and a, and a gazillionaire. Thì trong mấy clip ngắn này đó, ông nói là trong vòng 5 năm hay là 6 năm, ông sẽ không còn nói về Bitcoin với tư cách là Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ nữa. Thì đó là đúng sự thật rồi các bạn. Bây giờ ông đâu còn là Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ đâu. Nhưng mà cái mà muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái thay đổi rất lớn. Chúng ta cũng đã biết là cái tuần vừa rồi đó thì cựu tổng thống Donald Trump cũng đã lớn tiếng ủng hộ crypto, các bạn. Trong khi mà cách đây vài năm đó khi mà ông vẫn còn là tổng thống của Hoa Kỳ thì cái quan điểm rất là khác. Lúc đó thì ông hoàn toàn không ủng hộ. Cho nên chúng ta cũng thấy được tại sao mà bộ trưởng mô Tài chính Stephen Mnuchin cũng không ủng hộ, tại vì tổng thống lúc đó không ủng hộ. Thì nếu như mà bây giờ chúng ta nghĩ đến cái bầu cử tổng thống của năm nay mà nếu như mà cựu tổng thống Donald Trump lại đắc cử một lần nữa trở về Nhà Trắng thì mọi thứ nó sẽ thay đổi rất là lớn cho nên rất là nhiều người quan tâm đến cuộc bầu cử của cái đợt này các bạn. Trong khi chúng ta nhìn thấy được là bây giờ đó thì CEO của Bitcoin Magazine David Bailey thì David đã nói là ông đang làm việc với đội của Donald Trump để phát triển chương trình nghị sự về Bitcoin và crypto. Các bạn thấy được là rõ ràng Donald Trump đã hướng về crypto trong khi mà ở bên của tổng thống Joe Biden thì lại có cái quan điểm hoàn toàn khác các bạn có quan điểm kiềm chế thị trường này nhiều hơn cho nên những ngày tháng tới đây sẽ rất là sôi động liên quan đến những cái tin tức về bầu cử các bạn và các bạn thấy được là càng ngày đó thì lại càng có nhiều tỷ phú và càng nhiều người có sức ảnh hưởng chia sẻ đến những cái người mà follow họ ra những người mà theo dõi họ trên mạng xã hội về sự thật hệ thống tiền tệ như thế nào lạm phát như thế nào hoạt động của hệ thống tiền tệ ra sao vân vân thì các bạn đã thấy được là một những người đó đó chính là Elon Musk nhưng mà còn nhiều nữa chúng ta cũng có Mark Cuban thôi chia sẻ thêm một lát nữa và đương nhiên Robert Kiyosaki và nhiều người có sự khen thưởng khác thì Elmerus cuối tuần này đã chia sẻ một cái tấm hình các bạn nói chung nó tấm hình này là chụp lại cái luật chơi của một cái cờ mà nhiều bạn có thể đã chơi qua rồi đó chính là cờ tỷ phú các bạn thì trong cái luật chơi này đó có một câu hỏi là nếu như mà một ai đó làm ngân hàng thì các bạn đã biết là trong cái cờ này sẽ có người làm ngân hàng và có bốn người chơi thì nếu như mà ngân hàng hết tiền thì sao thì các bạn thấy được là Elon Musk sẽ chia sẻ cái hình chụp này và nói đây là cái cách hoạt động của Fed thì để thằng chia sẻ lời để các bạn hiểu rõ hơn nếu như bạn từng chơi cờ tỷ phú đó thì bạn sẽ thấy cái hoạt động của ngân hàng trong cái trò chơi này và cách hoạt động của Fed mọi đời thật đó không khác nhau là mấy đâu câu hỏi trong cái trò chơi này là điều gì sẽ xảy ra nếu như mà ngân hàng hết tiền thì một số người chơi nghĩ rằng ngân hàng sẽ phá sản nếu nó càng kiệt tiền. Ngân hàng không bao giờ phá sản. Để tiếp tục chơi, hãy sử dụng các tờ giấy để theo dõi các giao dịch ngân hàng của mọi người chơi cho đến khi ngân hàng có đủ tiền giấy để hoạt động trở lại. Người điều hành ngân hàng cũng có thể phát hành thêm tiền mới bằng các tờ giấy bình thường các bạn. Thì các bạn thấy được là khi mà còn nhỏ đó, có thể các bạn không nhớ lúc mà còn nhỏ đó trò chơi này được gọi là cờ triệu phú các bạn. Bây giờ đã gọi là cờ tỷ phú rồi trò chơi mà cũng bị lạm phát đó các bạn nói chung thì các bạn thấy được là khi mà càng nhiều người quan tâm đến hệ thống tiền tệ như thế nào thì sẽ càng nhiều người quan tâm đến Bitcoin. tôi nghĩ là rất nhiều bạn theo dõi channel này đó có thể là các bạn cũng không có quan tâm đến tài chính và đặc biệt là không quan tâm đến hệ thống tiền tệ như thế nào. Nhưng mà khi các bạn đầu tư trong thị trường này rồi các bạn lại có hứng thú muốn tìm hiểu và các bạn càng tìm hiểu về hệ thống tiền tệ thì các bạn lại càng hiểu hơn về Bitcoin và các bạn lại càng có lòng tin vững chắc hơn. Thì đương nhiên rất nhiều người theo dõi Elon Musk các bạn cũng như rất nhiều người theo dõi Robert Kiyosaki hay là theo dõi Mark Cuban, nhưng mà không phải ai cũng quan tâm đến tiền tệ đâu các bạn thật ra nó chỉ có một số người trong thị trường tài chính quan tâm đến tiền tệ mà thôi nhưng mà rất rõ ràng là sau đại dịch á thì càng nhiều người quan tâm đến hơn cái đó là thực tế rất rõ ràng các bạn ngay cả những người mà trước đây họ cũng không có rành gì về lạm phát bây giờ họ cũng hiểu lạm phát là gì tôi nghĩ là đâu đó chung chung đó thì phần lớn ai cũng hiểu là vật giá leo thang tiền mất giá theo thời gian nhưng mà mọi người đó thường trước đây chỉ nghĩ là đơn giản nó là một cái cái hoạt động của nền kinh tế khi mà nền kinh tế phát triển thì nó sẽ là như vậy nhưng mà sau đại dịch tết thì rất là rõ ràng nhiều người đã hiểu hơn rồi các bạn mọi người đều không quan tâm cho đến khi nó ảnh hưởng đến họ lạm phát đó là một cái gì đó rất là xa vời cho đến khi mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến các bạn các bạn thấy được là bây giờ đó người dân hoa kỳ đã thật sự hiểu được tại vì họ đi mua nhà họ không mua nhà được giá nhà thì cao mà phần trăm lãi suất thì lại cao các bạn tại vì lạm phát đang cao, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân cho nên càng ngày càng nhiều người quan tâm đến hơn. Đương nhiên nếu các bạn không bị ảnh hưởng thì bạn sẽ không quan tâm cho nên cũng rất dễ hiểu khi mà thường chia sẻ cái clip gần đây đó cái lúc mà có một cái người mà diễn giả trong cái buổi lễ ra trường đó thì khi mà nói về bịt khôi thì rất nhiều những cái sinh viên họ la ó chê bai tại vì có thể là họ chưa có cần phải đối đầu với lại lạm phát, họ chưa có đi làm, chưa có hiểu được lạm phát là gì, chưa có hiểu được là thuế như thế nào, chưa hiểu được là bậc giá là thang ra sao họ chưa có hiểu được là khi mà đi làm như vậy đó thì cần bao nhiêu thời gian để có thể để dành tiền và làm sao có thể mua được nhà khi mà những cái đó ảnh hưởng đến họ rồi thì lúc đó họ cũng đã lớn tuổi hơn thì họ sẽ quan tâm đến tiền tệ nhiều hơn và khi mà quan tâm đến tiền tệ nhiều hơn thì không phải là tất cả mọi người nhưng mà một số sẽ tìm hiểu về Bitcoin các bạn và hiểu tại sao nó có giá trị thì chúng ta thấy được là càng ngày đó những cái này nó lại càng được chia sẻ nhiều bởi những người mà có cái sức ảnh hưởng như là Elon Musk và Thuận sẽ chia sẻ lại cái clip ngắn này với các bạn. Thì kêu có hai clip liên quan đến Fed các bạn. Thì đây là câu trả lời của Neil Scarry về việc là Fed có phải là sẽ có thể in tiền và in tiền mãi mãi hay là không. Thì đây là câu trả lời của Neil Scarry các bạn. Is the Fed just going to print money? That's literally what Congress has told us to do. That's the authority that they've given us to print money and provide liquidity into the financial system and that's how we do it. We we create it electronically. And then we can also print it with the Treasury Department, print it so that you can get money out of your ATM. Các bạn đã thấy được là cái câu trả lời đó khiến cho nhiều người rất là bỡ ngỡ khi mà xem chương trình này cách đây thôi nhớ là khoảng chừng 3-4 năm gì đó Tại vì rất là nhiều người đó họ đi học cách đây rất lâu rồi thì họ học cái lý thuyết về nền kinh tế như thế nào Thì họ có một cái suy nghĩ là tiền in ra à, tương đồng với lại cái hoạt động nền kinh tế vân vân Nhưng mà không phải các bạn, rất rõ ràng là câu trả lời này đó của News Cascari, của Fed Là Fed in tiền khi mà cần thiết mà thôi, nó không liên quan đến hoạt động kinh tế hết các bạn Các bạn có nghĩ tới năm 2020 khi khi mà kinh tế bị đứng yên sau khi mà có dịch bệnh thì lúc đó kinh tế đâu hoạt động đâu nhưng mà tiền vẫn in ra bơm vào trong thị trường nó không có liên quan đó chính là điều mà nhiều người bây giờ đã hiểu rõ hơn và các bạn thấy được là cái khả năng in tiền có giới hạn hay không thì để xem lại cái phần clip ngắn này thì các bạn thấy câu trả lời là không có giới hạn Fed muốn in bao nhiêu cũng được miễn là họ cảm thấy là cần thiết để in thì sẽ in đi luôn play lại cái đoạn clip ngắn này nhưng mà nào mà theo dõi kênh lâu năm thì có thể đây đã lần thứ ba các bạn xem clip ngắn này rồi nhưng mình thường sẽ chia sẻ cái phần chỉ có vài giây thôi rồi chúng ta sẽ nói tiếp Can you characterize everything that the Fed has done this past week as essentially flooding the system with money? Yes, exactly. And there's no end to your ability to do that. There is no end to our ability to do that. What did we learn from 2008 when you were in the Treasury Department, and how? nhưng mà nhiều người lại không hỏi giá trị đồng đô la nằm ở đâu các bạn <laughs> các bạn đã thấy được chúng ta nói tới bitcoin như là một cuộc thử nghiệm nhưng mà chúng ta thấy được đồng đô la cũng là một cuộc thử nghiệm mà thôi họ đang thử nghiệm ngay thời điểm bây giờ luôn các bạn cho nên chúng ta mới thấy được là hôm nay thì fed nói này ngày mai fed nói kia fed điều chỉnh chiến lược của họ tại vì họ vẫn đang thử nghiệm họ cũng không có chắc chắn làm sao để có thể đẩy được lạm phát mà không làm tăng cái phần trăm thất nghiệp các bạn làm sao để giữ giá đồng đô la được mà không làm cho mất giá mà vẫn có thể khiến cho nền kinh tế phát triển tất cả những cái đó đều đang được thử nghiệm ngay thời điểm bây giờ và những người nào mà theo dõi kênh có thể đã nghe thường lặp lại cái phần này cũng khá nhiều lần rồi nhưng mà thường cũng thích lặp lại lâu lâu nói là một lần nữa các bạn tại vì những gì chúng ta nói đến trong những mấy năm qua đó vẫn là những gì mà đang xảy ra hiện bây giờ không có gì thay đổi hết các bạn mọi thứ đều đang tiến triển như là chúng ta nói và mỗi vài năm thì giá Bitcoin khôi đó khi mà nhìn lại các bạn mới thực sự thì được cái sự tăng trưởng như thế nào Ngày qua ngày tháng qua tháng đó, các bạn có thể dễ dàng bị lôi cuốn với những câu chuyện hay là các bạn có thể dễ dàng bị tâm lý ảnh hưởng khi mà thấy giá tăng rồi giảm tăng rồi giảm nhưng mà khi bạn zoom ra các bạn mới thật sự thấy được là giá bitcoin đã có một sự tăng trưởng như thế nào sau mỗi vài năm và chúng ta cũng vừa nói đến đó, chúng ta sẽ càng ngày càng có thêm nhiều cái sự sôi động liên quan đến bầu cử tổng thống sự thật đó, ngày hôm nay có rất là nhiều người chia sẻ tin tức này là Donald Trump hứa là sẽ giảm thuế nếu như mà ông trở thành tổng thống Hoa Kỳ một lần nữa thì đương nhiên rất là nhiều người hô hào các bạn giảm thuế là tốt ngược lại đó thì ông nói là ở bên tổng thống Joe Biden thì lại muốn tăng lãi suất thì đúng là như vậy nhưng mà câu hỏi căn bản nhất giống như chúng ta nói tới ở bên tổng thống Joe Biden đi thì ông muốn tăng lãi suất nhưng mà ngược lại đó cái chi tiêu rất là cao các bạn, các bạn nhìn thấy được là trong vòng mấy năm qua chúng ta có rất là nhiều đề xuất chi tiêu rất là nhiều tiền, trong đó chúng ta có những cái gói hỗ trợ cho những quốc gia như là Ukraine, chúng ta cũng có những cái giống như là muốn xóa bỏ cái tiền học và thậm chí bây giờ đã có những cái đề xuất là muốn xóa bỏ những cái nợ liên quan tới y tế, thì đương nhiên xóa bỏ sẽ tốt cho những người mà được xóa bỏ rồi các bạn, thì cái đó là không nói đến nhưng mà cái mà tôi muốn nói đến đó chính là trên căn bản tiền ở đâu để mà xóa bỏ những cái nợ đó, các bạn thấy được là một người mà họ đang nợ tiền học thì thì bây giờ đó tổng thống Joe Biden sẽ xóa nợ cho họ nhưng mà công ty mà cho vay, ngân hàng mà cho các bạn vay để mà đi học đó thì đương nhiên ngân hàng đó vẫn phải được trả tiền chứ đâu phải là tổng thống nói như vậy rồi sau đó tất cả xóa bỏ hết đâu các bạn. Đương nhiên là phải có tiền đó để mà trả cho những ngân hàng. Đó là điều mà các bạn nên hiểu. Thì tiền đó từ đâu mà ra các bạn? không lẽ lại tiếp tục in nữa còn về Donald Trump nữa thì ông hứa hẹn sẽ giảm thuế thì cái đó đương nhiên là tốt đối với người nào mà đang lo lắng về thuế sẽ tăng cao nhưng mà câu hỏi căn bản vẫn là tiền này từ đâu mà ra các bạn chúng ta cũng nên hiểu được là tôi không nói đến chính trị gì hết tôi chỉ đơn nói đến là cái căn bản liên quan đến kinh tế mà thôi tiền đã không đủ rồi cho nên chúng ta mới có cái thâm hụt ngân sách ở chính phủ của Hoa Kỳ thì đã không đủ tiền thuế để cho những khoản chi tiêu rồi. Bây giờ chúng ta nói tới việc là cắt giảm một số những cái nợ cho người dân như là Tổng thống Joe Biden nói hay là Donald Trump nói là giảm tiền thuế thì cái phần đó lấy đâu để mà lắp vào các bạn các bạn thấy, thấy được là tới cuối cùng nên chúng ta vẫn đang hướng về một xu hướng là tiền vẫn sẽ tiếp tục được in ra chỉ có là cái quan điểm của hai bên về crypto thì khác biệt đối với lại Donald Trump bây giờ thì ông đang rất là ủng hộ crypto các bạn và chúng ta thấy được là Hạ viện Hoa Kỳ đó sẽ bỏ phiếu cho dự luật toàn diện cho crypto trong tháng này dự luật này đã còn được gọi là dự luật đổi mới tài chính cho thế kỷ 21 một lần nữa cũng nhờ sự đàn áp của Gary Gensler nên chúng ta mới có các dự luật lần lượt được bỏ phiếu sau nhiều năm tại vì trong vòng mấy năm qua chúng ta nói tới rất là nhiều những cái dự luật liên quan đến crypto ở thượng viện hạ viện rồi các bạn nhưng mà cuối cùng cũng không có được bỏ phiếu tại vì hàng ngày có rất nhiều dữ lực thì dữ lực nào được bỏ phiếu tùy theo là cái gì quan trọng ở thời điểm đó thì các bạn thấy được là crypto vẫn phát triển ở hoa kỳ trong vòng mấy năm qua mãi cho đến khi mà chúng ta dưới thời của gay Cancel mới bắt đầu là có những cái trục trặc lớn liên quan đến hết sàn này để sàn kia bị kiện hết dự án này đến dự án kia nói là đang cung cấp chứng khoán không được đăng ký và bị phạt tiền và thậm chí đó là phải ra tòa cho nên các bạn thấy được là những cái áp lực đó dẫn đến bây giờ những cái dự luật này lại bắt đầu được bỏ phiếu khi nào mà có thêm thông tin thường chia sẻ với các bạn còn về du lịch sáp 121 đó thì đã thông qua hạ viện rồi chúng ta vẫn đang chờ ngày để được bỏ phiếu ở thượng viện và chúng ta cũng thấy được là ngoại trừ chúng ta vừa nói đến mới đây liên quan tới Elon Musk liên quan đến Robert Kiyosaki thì lại có một tỷ phú khác nữa đó chính là tỷ phú Mark Cuban các bạn thì Mark Cuban là một trong những người mà cũng thường xuyên nói về crypto năm 2021 nhưng mà sau khi mà có cái đợt giảm giá của năm 2022 đó thì hầu như cũng ít nói về crypto nhất là sau khi mà cái công ty mà ông ủng hộ đó chính là cái công ty Voyager cũng đã bị phá sản nhưng mà gần đây đó thì Mark Cuban một lần nữa là rất lớn tiếng các bạn và các bạn đã nhớ là gần đây đó có những cái tin tức liên quan tới tỷ phú Mark Cuban ông nói là cái đơn vị tốt nhất để mà quản lý crypto ở Hoa Kỳ chính là CFTC nghĩa là cái đơn vị quản lý hàng hóa và hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ chứ không phải là SEC thì à, các bạn thấy được là Mark Cuban cũng bày tỏ cái sự bất mãn liên quan tới SEC và chính quyền của tổng thống Joe Biden và hôm nay đó thì Mark Cuban thuyết liên tục liên quan đến à, ông ủng hộ crypto bitcoin như thế nào các bạn và các bạn đã thấy được uh, liên quan đến một số người đó cũng nổi tiếng nhưng mà cũng phải bác lại thì mark mình cũng đã phản bác giống như là trong cái thuyết này thì cái người này thường cũng không rành đâu các bạn thường cũng mới xem qua người này mà thôi có tên là james love các bạn thì người này nói là ngoại trừ dùng để đầu cơ dùng để trốn thuế dùng để làm những chuyện phạm pháp đó thì crypto còn dùng để làm gì nữa thì các bạn thấy được là mark Cuban cũng đã nhanh chóng phản bác lại là ông đang nói về crypto hay là tiền mặt tại vì các bạn thấy được là cái mà dùng là làm cho việc phạm pháp nhiều nhất đó chính là tiền mặt chứ không phải là crypto về crypto đó thì các bạn có thể lại gửi với chi phí rất là thấp không có thể làm được với lại hệ thống truyền thống các bạn các bạn có thể nhìn thấy được là ngày hôm nay đó thì chi phí để gửi trung bình cho bitcoin chỉ có 2 đô la mà thôi và chúng ta cũng đã nói tới một video gần đây đó khi các bạn nói đến gửi bitcoin đó chính là xử lý giao dịch gốc giao dịch cuối cùng chứ không phải là ghi nợ giống như chúng ta nói tới gửi thông qua ngân hàng mà phải chờ vài ngày sau nó mới xử lý hay là các bạn hay là các bạn dùng thẻ tín dụng thì khoảng chừng là hai ba ngày sau thì mới được xử lý các bạn cái mà crypto làm được mà những hệ thống thì không làm được đó chính là xử lý cái giao dịch gốc và nhất là đối với Bitcoin trong vòng 10 phút thì những ai mà nói là Bitcoin dùng để làm gì thì đơn giản thôi các bạn cứ nói họ đi ra ngoài ngân hàng gửi cho thuận 100.000 đô và gửi trong vòng 10 phút thì các bạn sẽ biết lập tức có làm được hay là không cho nên đây cũng là điều được phản bác bởi Mark Cuban và đương nhiên các bạn có thể dùng crypto để dùng làm thế chấp để mà vay mượn được đó là một tài sản như tất cả tài sản khác các bạn dùng bất động sản cũng được các bạn dùng vàng cũng được các bạn dùng Bitcoin cũng được để dùng làm thế chấp để mà vay mượn các bạn có thể dùng Bitcoin làm tài sản Nó chịu giá trị Các bạn có thể Thấy được là crypto Dùng để mà Token hóa tài sản Và nhất là chúng ta Thấy được là Có những người như là Công ty quản lý tài sản lớn thứ 8 trên thế giới hiện bây giờ đó chính là Franklin Templeton các bạn. Thì Franklin Templeton CEO Jenny Johnson đã rất ngạc nhiên về cái mức chi phí thấp hơn nhiều khi mà thô kinh hóa tài sản trong blockchain. Thì bà đã cho biết là công ty của bà đã thực hiện một cái thí nghiệm song song để xử lý hồ sơ tài khoản bằng cả phương pháp truyền thống và blockchain trong khoảng từ 6 cho đến 8 tháng và kết quả đó là blockchain tiết kiệm được rất nhiều chi phí cùng với ít lỗi hơn. Thì Jenny Johnson nói là đối với bà các quỹ etf và cái quỹ tương hỗ đó là mutual funds sẽ được chuyển lên blockchain vì các công ty có thể tiết kiệm chi phí khổng lồ liên quan đến việc xác minh dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau thì khi mà các bạn giao dịch chứng khoán hay là các bạn giao dịch bất cứ tài sản nào đó các bạn có thể thấy được là cái quá trình để mà ghi chép ai đang lưu trữ gì đó nó rất là phiền phức tốn kém và tốn thời gian các bạn tại vì sao tại vì có rất là nhiều công ty khác nhau họ sẽ lưu trữ những cái phiên bản khác nhau và họ cần phải đồng bộ hóa nhưng mà nào mà mua cổ phiếu ở hoa kỳ đó thì các bạn cũng đã biết là khi mà các bạn mua cổ phiếu thì các bạn thấy được là các bạn mua xong các bạn sẽ có cổ phiếu liền nhưng mà khi các bạn bán đó thì các bạn muốn rút tiền về thì các bạn lại phải chờ 3 ngày tại vì sao tại vì họ phải ghi chép các bạn khi các bạn mua thì có cảm giác như các bạn mua được ngay lập tức nhưng mà trên căn bản đó cái giao dịch đó cần phải tốn khoảng chừng là hai tới ba ngày mới được những công ty thứ ba xác nhận và và tốn rất là nhiều chi phí và thời gian và có lỗi xảy ra trong cái hoạt động đó, trong khi mà sử dụng token hóa blockchain thì sẽ nhanh hơn và rẻ hơn rất là nhiều và chúng ta cũng đã có những cái mạng lưới blockchain công cộng nên cái phí rất là thấp hiện bây giờ, cho nên có thể sử dụng mạng lưới công cộng để mà xử lý những cái giấy tờ này là một cách tiết kiệm tiền và tiết kiệm thời gian rất là hiệu quả và khi một cái gì đó được thu kinh hóa trong blockchain thì sẽ thể tiếp cận được với là nhiều nhà đầu tư ở khắp nơi ở trên thế giới các bạn và chúng ta cũng thấy được đây là một trong những điều được nói đến bởi Mark Cuban khi mà trả lời người này và các bạn có thể thấy được là crypto cũng có thể dùng giống như làm điểm thưởng cho những công ty và chúng ta cũng thấy được là có thể sử dụng ở trong những cái hệ thống liên quan đến bảo hiểm và đương nhiên đây là một tài sản mà các bạn có thể tự lưu trữ cái khóa cá nhân các bạn các bạn có thể tự lưu trữ crypto của mình và có thể mang đi khắp nơi mà không bị ai hỏi hay là tịch thu hay là đóng băng được là cái loại tài sản duy nhất các bạn có thể di chuyển số lượng lớn qua hải quan qua bất cứ nơi nào mà không bị ai hỏi gì hết các bạn và họ cũng không biết luôn nó có có độ an toàn rất là cao các bạn thấy được đây là những cái ưu điểm của crypto chứ không phải là chỉ dùng trong việc phạm pháp hay là chỉ dùng trong cái việc là mọi người à, dùng crypto để mà đầu cơ đâu và các bạn thấy được là đối với những tài sản như là Bitcoin đó thì các bạn có thể dùng để mà đa dạng hóa cho mình đầu tư thì chúng ta thấy được là đây là điều mà được chia sẻ bởi Mark Cuban nhưng mà cái mà thầy muốn các bạn nhận ra được đó là rất là nhiều người có tiền nổi tiếng bây giờ họ đang lan tỏa thông điệp liên quan đến crypto cái này đương nhiên là các bạn cảm thấy hứng thú và thích rồi nhưng mà các bạn phải nghĩ sâu xa hơn Mark Cuban là tỷ phú các bạn ông có thể làm rất nhiều điều thời gian ông rất là quý báo, thì tại sao ông lại dành thời gian lên trên X để mà nói chuyện đôi co với mọi người liên quan đến crypto và ủng hộ crypto một cách công khai như vậy nếu như mà ông không được lợi gì thì ông sẽ không làm đâu thì các bạn thấy được là có một cái gì đó đang xảy ra hiện tại sắp sửa liên quan đến cái bầu cử tổng thống các bạn có thể nhìn thấy được là những người mà có tiếng tâm đó, họ hầu như cũng đã lựa chọn một trong hai ủng hộ hoặc là không ủng hộ và ngày càng có nhiều người ủng hộ hơn và đương nhiên các bạn thấy được là những người trong quốc hội như là Warren Davidson đây là một dân biểu cũng rất nổi tiếng ủng hộ crypto thì đương nhiên cũng đã lớn tiếng ủng hộ Mark Cuban ở trên X các bạn nói chung á thì các bạn thấy được là những người như là những nghị sĩ những nhân biểu hay là những ceo của những công ty lớn các bạn nên biết là franklin templeton là công ty quản lý tài chính lớn thứ 8 ở trên thế giới không phải là một công ty nhỏ đâu thì đương nhiên charlie Johnson phải có lợi rất là lớn các bạn phải có cái gì đó rất lớn để charlie Johnson đứng ra công khai một crypto cũng như là những nghị sĩ những dân biểu như thế này hay là những cái tỷ phú nhưng mà cái đó không quan trọng đâu các bạn đối thuận đó thì chúng ta nói tới crypto nói chung hay là Bitcoin nói riêng đó là một cái loại tài sản mà hoạt động ở trên hai chữ mà thôi đó chính là lợi ích các bạn miễn là có lợi ích thì càng ngày hệ thống nó sẽ càng tốt hơn vững chắc hơn Giống như các bạn thì được lợi với Bitcoin đó thì người ta tham gia đợi Bitcoin cũng vì hai chữ lợi ích mà thôi, các bạn có lợi các bạn mới tham gia đợi Bitcoin. Các bạn thấy được là người ta tham gia và mua Bitcoin cũng vì hai chữ lợi ích, người ta ủng hộ Bitcoin cũng vì hai chữ lợi ích, nhưng mà không sao cả các bạn, Bitcoin chưa bao giờ năn nỉ ai, phải lựa chọn mình, chưa bao giờ Bitcoin năn nỉ ai phải mua mình hết. Bitcoin chỉ là một tài sản mà thôi, người ta tìm đến Bitcoin chứ Bitcoin chưa bao giờ tìm đến ai hết các bạn. Và Bitcoin đó chỉ cần hai chữ lợi ích mà thôi, chỉ cần Bitcoin mang nó lợi ích thì mạng lưới sang ngày càng phát triển. Cho nên một cái gì đó mà chỉ phát triển dựa trên lợi ích là một cái gì đó mà thường cảm thấy nó vững chắc hơn rất là nhiều chúng ta cũng bây giờ hãy nói tới cái thông tin liên quan đến châu Á thì các bạn thì tình hình Bitcoin ETF ở Hồng Kông như thế nào thì các bạn thấy được đáng tiếc cũng giống như là ở Hoa Kỳ chúng ta cũng đã có hai ngày liên tục mà có dòng tiền âm các bạn thì chúng ta cũng đã nói tới rất nhiều rồi dài hạn đó thì đương nhiên là net positive nó sẽ rất là tốt cho thị trường về dài hạn vì những lý do thường đã chia sẻ trước đây thôi sẽ không đọc lại trong video này nhưng mà ngắn hạn đó thì nó là một cái kính phóng đại các bạn những gì mà xảy ra nó sẽ được phóng đại hơn tình hình thị trường spot đó, gần đây thì nó hơi yếu thì cũng dẫn đến là chúng ta là có cái số lượng Bitcoin được bán bởi những cái quỹ Bitcoin Spot ETF này ở Hồng Kông nhưng mà từ khi bắt đầu tới bây giờ họ vẫn đang lưu trữ là 4.155 Bitcoin hiện tại các bạn và dựa theo Bitcoin Archive thì đã có một cái hội nghị liên quan đến Bitcoin ở Hồng Kông và đã có khoảng chừng 2.000 nhà đầu tư đã đến từ Trung Quốc các bạn không phải là đến từ Hồng Kông mà đã có 2.000 trong dòng tổng cộng là 5.500 nghĩa là gần như phân nửa cái số lượng người tham gia hội nghị này là người đến từ Trung Quốc thì chúng ta thấy được là cái sự hứng thú thì vẫn còn ở đó nhưng mà thị trường thì vẫn đang chờ đợi những tin tức liên quan tới lãi suất liên quan tới lạm phát cho nên nó đang im lặng hiện bây giờ và chúng ta cũng còn một số thông tin khác nữa Thường muốn chia sẻ với các bạn Trước khi mà chúng ta nói về cái danh mục đầu tư của Thuận Cùng với là chúng ta sẽ cùng nhau trung bình giá account demo cho tuần này Thì các bạn đã nhớ là cái ngày mà có Bitcoin Haven đó cũng là ngày mà có một giao thức ra đời đó chính là giao thức Runes các bạn Thì đây là một cái giao thức mà cho các bạn tạo ra những cái token ở trên mạng lưới của Bitcoin Thì uh, sau khi mà ra mắt ấn tượng với 135 triệu USD từ cái phí giao dịch trong tuần đầu tiên thì giao thức Runes trên Bitcoin đã chứng kiến cái sự sụt giảm đáng kể sau 3 tuần kể từ khi ra mắt và mặc dù là vẫn có thu nhập hàng trăm nghìn đô la từ phí giao dịch mỗi ngày nhưng mà Runes chỉ vượt qua cái mức 1 triệu đô la phí giao dịch hai lần trong vòng 12 ngày qua thì các bạn cũng thấy được đây cũng là lý do tại sao mà sau khi mà có Bitcoin hạ lên thì đợt này có một cái điều khác biệt, một cái lịch sử mới, đó chính là chúng ta thấy được là cái hash rate của Bitcoin tăng chứ không có giảm. Tại vì sao? Tại vì chúng ta có cái giao thức runes này mang đến cái lợi nhuận là những người mà đào bitcoin có thể có được cái chi phí đào đó nhưng mà bây giờ đó giao thức này thì cũng đang nguội lại rồi các bạn thì chúng ta cũng thấy được là một điều tốt đó khi mà chúng ta có ít giao dịch hơn trên mạng lưới thì cái phí nó đã trở lại cái mức gọi là bình thường các bạn thấy được là bình thường đó mạng lưới bitcoin các bạn gửi chỉ tốn có vài đô mà thôi nhưng mà những lúc mà chúng ta thấy là có cái giao thức gì mới ra đời hay là có sự kiện gì đó thì dẫn đến cái phí giao dịch mạng lưới bitcoin lên tới mấy chục đô là bình thường cho nên thường hay nói với các bạn là nếu như không cần gấp thì các bạn có thể là theo dõi cái phí và các bạn di chuyển những lúc mà phí thấp như thế này thì sẽ giảm được rất nhiều chi tiêu các bạn và chúng ta thấy được là bây giờ đó thì cái giao thức này đã không còn nhiều giao dịch như là những ngày đầu tiên nữa thì chúng ta cũng thấy được là cái hiệu ứng liên quan tới Bitcoin hai bình cũng đã bắt đầu xảy ra rồi chúng ta bắt đầu sẽ thấy có một cái đợt điều chỉnh độ khó đào xuống 6% lý do tại sao tại vì các bạn biết được là sau khi mà có Bitcoin hai bình sẽ có một số những cái thời đào họ sẽ bỏ cuộc các bạn tại vì sau khi có Bitcoin hai bình thu nhập của họ bị giảm đi phần nữa và nếu như mà họ không có cái sự chuẩn bị họ sẽ coi như là phá sản và điều này dẫn đến là cái độ khó đào giảm theo tại vì tốc độ to đào giảm xuống khoảng chừng hai tuần sau độ khó đào giảm theo nhưng mà sau đó là sẽ tăng ngược trở lại đó là điều chúng ta thường thấy trong những cái đợt halving cho nên việc mà độ khó đào giảm xuống sáu phần trăm không vừa là quá bất ngờ đâu chúng ta bây giờ hãy nói tới danh mục đầu tư của thuần đi thì các bạn đã biết là mỗi khoảng chừng là hai tuần nhưng mà lần này tới ba tuần lần tại vì tuần nhỏ thường không có thời gian để mà cập nhật thì khoảng chừng là mỗi hai tuần hay là ba tuần sẽ cập nhật với các bạn là thuần đang đầu tư những đồng nào và cái phần trăm của bitcoin trong tổng tài sản của thuận là bao nhiêu thì thuận chia sẻ đó nhưng mà nào mà mến đến kênh thì cũng rất là đơn giản thôi lý do tại sao là tại vì thuận chia sẻ thông tin hàng ngày với các bạn thuận chia sẻ quan điểm của mình với các bạn hàng ngày thì nếu các bạn biết được thuận đang lưu trữ bao nhiêu crypto hay là các bạn biết được là thuận đang lưu trữ đồng nào thì nó sẽ rõ ràng hơn khi mà thuận chia sẻ thông tin với các bạn cái này là một cái sự rõ ràng thuận muốn có giữa thuận và các bạn thứ hai nữa đó thì channel này được lập ra những người nào mà đến kênh từ ngày đầu tiên đó thì đã biết là một trong những cái mà thuận muốn làm đó chính là lưu lại giống như một cái nhật ký đầu tư và muốn chia sẻ với các bạn và có thể là thuận đầu tư có lợi nhuận thì cái đó là tốt của bạn nếu như mà Thuận đầu tư mà không có lợi nhuận thì các bạn cũng ít nhất có thể rút được kinh nghiệm từ những cái sai lầm của Thuận nhưng mà quan trọng hơn là các bạn biết là Thuận đang làm gì hiện bây giờ thì nếu như mà khi mà giá tăng rồi Thuận mới nói là Ồ, Thuận đã thu mua những cái lúc mà giá thấp thì cũng không hợp lý các bạn hay là những lúc mà giá đã thấp rồi thuần nói thuần đã bán giá cao thì cũng không hợp lý cho nên uh, Thuận chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn thuần đang làm gì giống như thuần đã làm trong vòng bao nhiêu năm qua rồi và thuần chia sẻ chỉ vì lý do đó chứ không phải là chia sẻ để các bạn bán theo hay là mua theo hay gì hết và đương nhiên thời gian và tài nguyên của thuần có hạn những đồng mà thuần đầu tư cũng không có nghĩa là bạn nên đầu tư hay là những đồng mà bạn đang đầu tư mà thuần không có đầu tư cũng không nghĩa là đó là lòng xấu đâu các bạn chỉ là thuần không có thời gian để mà tìm hiểu và không có tài nguyên để đầu tư tới cả các đồng và hiện bây giờ đó thì bây giờ nói tới crypto đi các bạn thì được là cái phần lớn nhất không có gì bất ngờ đó là BTC các bạn và chúng ta nhìn thấy được là Bitcoin bây giờ đã thuận đang lưu trữ tổng cộng là 70.23% kế đó không có gì bất ngờ Ethereum hồi xưa đến giờ thuận vẫn lưu trữ Bitcoin nhiều nhất đến Ether các bạn chỉ có một cái thời gian khoảng chừng vài tuần thôi nhớ năm 2021 đó khi mà Ether tăng nhiều quá dẫn đến cái phần trăm cao hơn cái BTC nhưng mà lúc đó thường đã nói với các bạn là thuận muốn cân bằng lại tại vì thuận vẫn luôn muốn Bitcoin là nhiều nhất kế đó là Ether Ether bây giờ là khoảng 22% các bạn. Chúng ta thấy được là chúng ta có BNB. Thì BNB cũng đã thu mua lại một ít các bạn nhưng mà không có nhiều. Bây giờ là 0.16%. Chúng ta có Cardano thường đang lưu trữ là 1.58%. XRP là 1.37%. Matic là 0.2%, Doge là 1.1%, Solana là 2.44%, AVAX là 0.2%, Link cũng như vậy các bạn 0.2%, Polkadot là 0.26% và một số những cái đồng nhỏ khác nữa, nó cái phần rất là nhỏ các bạn nhưng mà hợp lại cũng được là 0.28%. Thì nói chung các bạn thấy được là phần lớn bây giờ là khoảng chừng 92% các bạn vẫn là Bitcoin và Ether, những đồng altcoin khác chỉ chiếm phần trăm nhỏ mà thôi. Cái này cũng không có khác biệt nhiều so với lại cái đợt thông cập nhật chứ đó là ngày 24 tháng 4 các bạn có thể thấy được là đối với lại tổng nhân đầu tư đó thì chúng ta nhìn thấy được là ngay bây giờ tiền mặt của thuận là 4.65% thật ra tiền mặt tăng lên phần lớn tại vì crypto đã giảm so với cách đây khoảng chừng 3 tuần các bạn nhưng mà crypto bây giờ vẫn là tài sản lớn nhất của thuận chiếm tổng cộng là 59.2% kế đó là chúng ta có bất động sản chiếm 32.63% và phần lớn trong đây các bạn đã biết là thuận cũng có nhà cho mướn nhưng mà chúng ta thấy được là cái phần mà nhỏ nhất đó chính là cổ phiếu các bạn stock chỉ có 3 năm mà thôi và thường luôn muốn cái phần này nó nhiều hơn nhưng mà vẫn chưa có cơ hội các bạn bây giờ ra crypto vẫn là trọng tâm trong giai đoạn này của thuận lâu dài không phải là bây giờ nhưng mà về lâu dài đó thuận thích cái phần trăm crypto nó được cân bằng hơn các bạn tại vì thường nó trước đây thường lưu trữ khoảng chừng là 30% hay là 35% mà thôi thường cũng muốn trở về cái phần trăm đó nhưng mà chưa phải bây giờ Bây giờ đó chọc tâm của thần vẫn là crypto hiện tại Nhưng mà sau này sẽ giảm xuống đâu đó còn khoảng chừng là 1 phần 3 tài sản mà thôi Tại vì thần muốn có cái sự cân bằng hơn giữa những cái tài sản về dài hạn Nhưng mà ngay bây giờ là cái thời điểm mà crypto phát triển các bạn Cho nên thần sẽ chú tâm về crypto nhiều hơn Và hiện bây giờ đó thần vẫn tiếp tục trung bình giá nhưng mà Bitcoin only các bạn Chỉ Bitcoin mà thôi Đây là cái bản cập nhật mỗi khoảng chừng là 2 tuần để các bạn theo dõi quá trình đầu tư Thông tin chỉ dùng để tham khảo mà thôi, không phải là lời khuyên đầu tư vì mỗi bạn sẽ có một cái vị thế, thời gian và nhu cầu đầu tư khác nhau. Thì uh, có một số những cái quy định thu lập ra cho bản thân của mình nhưng mà cũng muốn chia sẻ với các bạn. Thứ nhất là đừng tin ai hết các bạn. Trong thị trường crypto này đó các bạn nên tự tìm hiểu. Hai cái này gắn liền với nhau. Cho dù là các bạn tin một ai đó, họ thực sự muốn tốt cho các bạn nhưng mà chưa chắc là họ đã hiểu hết, chưa chắc là họ đã đúng dẫn đến là các bạn có thể là phạm những cái sai lầm mà họ phạm phải. Cho nên tự tìm hiểu thì tốt hơn. Các bạn có thể thấy được là tự giữ crypto, cái này cũng không có gì gọi là đáng nói nữa sau cái tình hình của năm 2022 rất rõ ràng là những sàn giao dịch hay là chúng ta nói tới những cái dịch vụ thứ ba đó thì chúng ta rất là khó biết được là họ gặp vấn đề gì hay là không cho nên tự giữ crypto chỉ giữ cái phần cần thiết để mà giao dịch mà thôi nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Và nhớ chút lời các bạn, khi các bạn không chút lời thì người khác sẽ chút lời giùm các bạn. phân bổ vốn là một trong những cách mà thuận làm phân bổ vốn đó không phải là để tối ưu hóa lợi nhuận mà phân bổ vốn là để quản lý rủi ro không vay mượn các bạn thấy được đầu tư đã căng thẳng rồi các bạn mà vay mượn đầu tư đó thì càng căng thẳng hơn và zoom out đầu tư dài hạn luôn là tiêu chuẩn của kênh và chúng ta bây giờ hãy nói tới cái account demo mà thuận cho các bạn đã cùng nhau tạo ra cái tay hai năm đi thì các bạn thấy được là cho dù giá cả cũng đã có cái sự giảm xuống từ cái đỉnh là 73.000 đô các bạn thấy được là hàng ngày đã cũng có nhiều bạn lo lắng nhưng mà các bạn thấy được là một trong những cái yếu tố khi các bạn trung bình giá dài hạn đó chính là yếu tố tâm lý khi các bạn trung bình giá dài hạn là cho dù giá không tốt đi nữa thì một là các bạn vẫn gồng lãi như là ngay bây giờ các bạn nhìn thấy được là cái này chúng ta đã cùng nhau trung bình giá mỗi tuần 100 đô giao một 100 đô vào y từ trong vòng 2 năm qua thì hiện bây giờ chúng ta vẫn đang gồng lãi là 92 trăm và cho dù là giảm đi nữa nhưng lúc mà chúng ta đã biết chúng ta trung bình giá từ 45.000 Bitcoin và giảm xuống còn 15 ngàn đó thì trong thời gian đó cho dù là các bạn thì được là thị trường rất là tệ có nhiều đồng giảm nhiều nhưng mà cái account này đó chỉ giảm khoảng chừng đâu đó là 20-30% mà thôi và khi Bitcoin trở về cái mức là khoảng 20 000 đô vào hồi tháng 3 năm ngoái đó thì cái account này đã bắt, bắt đầu có lời rồi các bạn chứ không cần phải đợi tới bây giờ ngay bây giờ cho dù là tình hình thị trường khiến cho nhiều bạn cũng hơi nản một chút mà chiều cũng không có giảm nhiều rồi các bạn nhưng mà nhiều bạn cũng cảm thấy là, hơi bị mất hứng tại vì giá bên còn tăng nhanh mấy tháng trời liên tục bây giờ là bị khựng lại nhưng mà hiện bây giờ account này vẫn đang gồng lại là 92.7% và các bạn có nhìn thấy được là trong vòng 2 năm qua cái giá trung bình chúng ta mua Bitcoin là ở mức 27.521 và chúng ta có thấy được là cái giá trung bình chúng ta mua Ethereum là 1788 có lúc mua giá cao hơn có lúc mua giá thấp hơn nhưng mà giá trung bình mới là cái giá quan trọng các bạn và khi mà chúng ta nói tới là cái account này đang có lời là 92 phần trăm thì chúng ta không phải nói tới là một lệnh hay là một phần của cái danh mục đầu tư chúng ta nói tới là cả danh mục này đang có lãi là 92.7 phần trăm các bạn khi các bạn đầu tư dài hạn đó thì các bạn thấy được cái con số đó cái bạn đầu tư mỗi tuần nó sẽ là con số rất là lớn. Đó là cái hiệu quả của trung bình giá trong vòng 2 năm qua. Và hôm nay nó cũng như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau trung bình giá cho tuần này. Thì chúng ta cũng sẽ mua 100 đô Bitcoin và 100 đô Ether. Thì giá của Bitcoin bây giờ là 61.000 để thường refresh lại hình như là cái trang này nó không có đúng với cái giá hiện tại. Thì bây giờ là 61.352. Thì chúng ta thấy được là ở cái mức 61.352 thì 100 đô chúng ta chỉ có thể mua được là 0.001629 mà thôi. Thôi sẽ bấm add transaction. Các bạn thấy được là chúng ta đã có cái giao dịch ngày hôm nay rồi, ngày 12 tháng 5 tại Hoa Kỳ. Và chúng ta cũng sẽ làm điều tương tự liên quan tới Ethereum các bạn. Thì Ether đó cái giá hiện bây giờ là 2915 thì cái mức giá này chúng ta chỉ có thể mua được là 0.0343 y Ether mà thôi. Các bạn thấy được là hồi xưa đó, cái đây khoảng chừng là một năm mấy, hai năm thì chúng ta mua được rất nhiều. Tại vì lúc đó giá nó thấp hơn bây giờ các bạn. Cho nên chung bình giá nó có cái quả tốt nhất là lúc mà giá xuống chứ không phải là lúc giá lên. Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ tiếp tục kiên trì chung bình giá. Tại vì thường muốn cho các bạn hiểu là hiệu quả chung bình giá dài hạn. Chúng ta tính theo năm là sẽ như thế nào. Thì thường sẽ bấm Add Transaction. Các bạn thấy được là chúng ta cũng đã có cái giao dịch ngày hôm nay rồi. Ngày 12 tháng 5 tại Hoa Kỳ cho Ethereum. Chúng ta sẽ cùng nhau trở lại tuần sau để xem coi account này đến đâu rồi các bạn và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuần hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, 4E, Binance, Alineax và một số những gì khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.